Xuống đến sảnh bệnh viện, tôi cũng mới ngẩng đầu lên để thở, mới hít vào vài hơi để cho mình không khóc nữa. Lúc định ra xe, tôi đột nhiên sững lại khi thấy chị Như đang đứng ở sảnh. Phía bên cạnh là người y tá chăm sóc cho tôi. Mắt người y tá vẫn chưa tỉnh ngủ, vẫn tèm nhem. Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cũng không biết tại sao, lẽ ra vài ngày nữa chị mới về. Bởi vì khoảng cách xa, tôi không nghe rõ câu chuyện, chỉ nghe láng máng câu được câu mất. Tiếng chị Như hoảng loạn cất lên. Ra viện từ bao giờ rồi? Dạ, mấy ngày rồi ạ. Cô có địa chỉ của cô ấy không? Cho tôi được không? Chúng tôi không được phép tiết lộ thông tin cá nhân của bệnh nhân, mong chị thông cảm. Xin cô, tôi có việc rất quan trọng. Chị thông cảm, đây là quy định của bệnh viện, chúng tôi không thể làm trái. Cả người chị vương đầy xương, giống hệt như ngày Dương bị tai nạn, giống như chị đã vượt qua bao cơn bão táp, mưa tuyết, bay cả vạn dặm đường và đứng ở đây. Ánh mắt hoảng loạn, hệt như ngày mà bố tôi mất. Tôi còn tưởng là chị sẽ lên thăm Dương, thế nhưng không. Khi nghe y tá nói xong, chị vội vã chạy ra ngoài, thậm chí là không nhìn đến cả tầng Dương đang nằm một lần. Ra tới bậc thang, đế giày cao gót của chị cũng trèo sang một bên, thế nhưng dường như chị rất gấp, còn không màng đến nữa. Bỏ chân ra khỏi đôi giày ấy rồi để mặc đôi chân trần, chạy về phía bãi xe. Khi chị đi khuất, tôi cũng mới từ sảnh đi ra xe. Xe cũng theo cao tốc lên Hà Nội. Lúc này cũng không còn nghĩ được nhiều nữa. Cũng không biết vì sao chị lại về nước sớm như vậy. Chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, kết thúc vòng luẩn quẩn tại đây để bắt đầu lại từ đầu. Tôi muốn rời đi, muốn được chữa khỏi bệnh. Chưa bao giờ lại cảm thấy khát khao sống đến vậy. Ngoài mong cho Dương, cho chị gái của tôi được hạnh phúc, tôi còn khao khát sống. Bởi tôi biết, chỉ có sống khỏe mạnh thì sau này, nếu có một ngày sự thật được hé lộ, thì ít nhất cũng không ai phải day dứt, dằn vặt nữa. Tất nhiên tôi cũng biết rằng khỏe mạnh trở về được hay không cũng xa vời lắm. Khỏi được hay không cũng còn chưa nói được gì. Nhưng chỉ cần là một tia hy vọng, tôi vẫn muốn được thử. Xe đi được nửa cao tốc, tôi cũng thấy cái Phương gọi đến. Không ngờ rằng hôm nay nó lại dậy sớm như vậy. Tôi cũng không đủ dũng khí để nghe, sợ rằng nghe sẽ òa lên khóc. Đôi mắt này đã sưng mỏng, không thể khóc nổi nữa rồi. Thế nhưng nó vẫn kiên trì gọi. Đến cuộc thứ 5 tôi đành nghe. Vừa nghe đã thấy nó khóc nức nở trong điện thoại. Trân, mày đang ở đâu hả? Mày định đi đâu? Quay về đi. Tao không cần tiền của mày. Nói cho mày biết, tao không cần tiền của mày đâu. Tôi nghe xong đưa tay ôm ngực, cố không khóc, nở ra một nụ cười méo mó đáp lại. Tao có cho mày tiền đâu. Tiền đấy tao cho cháu tao với bà Tâm. Mày nghĩ sao tao cho mày thế? Để lo cho cháu của tao, nhớ chưa? Phải giữ gìn sức khỏe, đừng thức khuya nữa nhé. Đi khám thai đầy đủ vào. Mày bảo với bác Tâm là tao xin lỗi, không chào tạm biệt. Yên tâm đi, tao đi một độ tao về thôi. Mày đừng có khóc nhiều, ảnh hưởng đến tao, đến cháu tao đấy, nghe chưa? Thế bao giờ mày về? Mày có về thật không đấy? Con điên này, sao mày dám giấu tao? Bao giờ tao về tao ới mày ngay, không phải lo. Tao sắp đến nơi rồi, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Mua sữa bầu mà uống vào. Trong thẻ là một khoản để riêng đấy, là để sửa lại nhà cho mày và bà Tâm. Tao tắt máy đây. Nói xong không đợi nó đáp, tôi đã vội tắt máy, cố ngẩng đầu lên để không khóc. Chiếc xe đi từ từ qua những đoạn đường, đi suốt 2 tiếng đồng hồ cũng đến được Hà Nội. Có điều tôi chưa ra sân bay luôn mà mua một bá hồng trắng ra mộ của Duy. Hôm nay chỉ là ngày đầu hè, vậy mà vẫn có mưa lất phất. Ra tới mộ, tôi đặt đóa hoa hồng lên mộ của anh. Bức ảnh trên mộ vẫn rõ nét, vẫn nhìn ra người thanh niên trẻ mặc bộ quân phục xanh. Tôi không khóc, cũng kệ mưa lất phất bay vào vai áo, ngồi xuống châm một nén nhang. Sợ mưa tạt vào, tôi ngồi xuống dùng tay che chắn cho nén nhang ấy. Nhìn bức ảnh trước mặt rất lâu, tự nhớ lại tất cả quãng thời gian 28 năm cuộc đời. Có 3 người đàn ông trên cuộc đời này gắn với tôi. Một người là mối tình đầu non dại nhưng bạc mệnh, bỏ tôi đi rất sớm. Một người lại có phận mà chẳng có duyên. Còn một người là người tôi yêu sâu sắc nhất, cũng là quãng thời gian nhiều đau khổ nhất. Đốt nén nhang xong, đợi khi nhan tàn, tôi cũng lặng lẽ đứng lên, nâng bó hoa đặt lại cho ngay ngắn, rồi mới rời đi. Ra tới sân bay, vừa vặn đúng lúc làm thủ tục bay. Trả tiền cho người tài xế, tôi cũng kéo vali đi vào bên trong.
Lên đến máy bay, tôi nhìn lại bầu trời Việt Nam lần nữa, rồi mới hít thở một hơi, nở ra một nụ cười. Hạnh phúc nhá, tất cả những người thân yêu của tôi. Hôm nay mưa bay, nhưng chỉ ngày mai thôi trời sẽ nắng. Nếu tôi khỏe mạnh trở về, tôi mong rằng ở nơi ấy, những người thân yêu của tôi sẽ đều hạnh phúc. Còn nếu tôi không về, xin cũng đừng dằn vặt hay khổ đau. Ngồi trên máy bay một lúc, tôi mới lấy tấm danh thiếp mà bác sĩ Quân đưa cho. Khi mở danh thiếp ra, tôi thấy bên trên ghi mấy chữ tiếng Trung. Tôi cầm lấy, lẩm bẩm theo: bác sĩ Trần Vĩ Đình. Tôi bất giác ngây người. Vĩ Đình, cậu con trai lương thiện nhà lão Trư, cũng làm bác sĩ ở phố, nhưng lại chẳng biết cậu ta làm ở phố nào, khoa nào. Vài ngày trước, bác sĩ Quân đưa cho tôi tấm danh thiếp này, bởi vì nghĩ mình biết tiếng Trung, rồi lại bận rộn quá, tôi chưa kịp đọc nữa. Bây giờ đọc, bất giác có chút kinh ngạc. Thế nhưng rồi tôi khẽ gạt đi. Ở Trung Quốc thiếu gì bác sĩ, cũng thiếu gì người tên Vĩ Đình đâu. Nghĩ vậy, nhưng trong lòng của tôi vẫn có cảm giác gì đó mơ hồ, mà cũng lạ lắm. Máy bay từ Hà Nội sang Bắc Kinh hơn 3 tiếng rưỡi, cộng thêm cả thủ tục mất tận 4 tiếng. Đến khi đến Bệnh viện Nhân dân Bắc Kinh, trời cũng đã xế chiều. Tôi kéo hành lý từ ngoài cổng vào. Khi chuẩn bị vào tới sảnh bệnh viện, tôi cũng hoàn toàn sững sờ khi thấy Vĩ Đình đang đứng ngay ở sảnh chờ tôi. Chính là Vĩ Đình, con trai của lão Trư, đứng trước mặt tôi. Tôi không thể nào tin nổi, há hốc mồm kinh ngạc. Cậu ta thấy tôi cũng sửng sốt mấy giây, qua một lúc mới hỏi tôi: cô là bệnh nhân của Hoàng Trung Quân. Vĩ Đình nói tiếng phổ thông rất chuẩn, không hề nói tiếng Quảng Tây như lão Trư. Tôi không thể nào tin nổi, cảm giác như vận mệnh vẫn luôn xoay vần như vậy. Nhìn thấy cậu ta, tôi bất ngờ và cũng vô cùng mừng rỡ. Cảm giác gặp người thân, người ân nhân của mình ở đây, hạnh phúc không sao kể xiết. Tôi đáp lại cậu ta bằng tiếng Trung: vâng, là tôi đây. Thấy tôi nói tiếng Trung, Vĩ Đình không hề ngạc nhiên, cậu ta chỉ bật cười, giọng nói cũng ấm áp vô cùng. Không ngờ tôi và cô lại có duyên đến vậy. Lúc Trung Quân nói với tôi bệnh nhân không cần phiên dịch, tôi còn tưởng là đùa cơ. Gặp cô mới biết cậu ấy không đùa. Sao anh biết là tôi biết tiếng Trung? Lúc cô ở nhà tôi quan sát kỹ, thấy cô để ý chúng tôi nói gì. Ngày cô trốn thoát, A Tan đã thay đổi mật khẩu rất kỹ mà cô vẫn mở được, nên tôi đoán ra ngay. À vâng, Vĩ Đình, trước khi được anh cứu giúp thoát ra khỏi ngôi nhà ấy, tôi đã từng rất ao ước sẽ được gặp lại anh để nói một lời cảm ơn. Thế nhưng khi ấy cứ nghĩ rằng là chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa. Không ngờ là hôm nay gặp anh ở đây. Vĩ Đình, cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn gì chứ, đều là cô tự cứu chính mình mà. Tôi chỉ thuận nước đẩy thuyền, chứ đâu có giúp gì được nhiều đâu. Thôi không nói tới chuyện ấy nữa, cũng sắp chiều rồi, cô vào đi, giáo sư đang chờ cô ở bên trong đấy. Vĩ Đình đưa tôi vào bên trong, giáo sư với mái tóc bạc ngồi chờ tôi sẵn. Sau khi siêu âm thăm khám, giáo sư nói với tôi: cô cũng biết đấy, bệnh của cô đã đến giai đoạn 2 rồi. Ở giai đoạn này cần kết hợp hóa xạ trị, thậm chí là cần phải phẫu thuật nữa. Tất nhiên ung thư thì chẳng ai nói trước được điều gì, nhưng cô yên tâm, tôi và Vĩ Đình sẽ cố gắng hết sức để chữa trị cho cô. Vĩ Đình rất giỏi, cậu là ngôi sao sáng trong khoa của tôi. Mới 30 tuổi đã lên phó khoa rồi nên cô hoàn toàn yên tâm. Nhưng với bệnh tình này, tinh thần rất quan trọng. Cô phải lạc quan, vui vẻ, đừng khóc lóc hay buồn bã, nhớ chưa? Nói tới đâu, giáo sư chỉ cho tôi phác đồ điều trị tới đấy. Mặc dù tiếng Trung của tôi ổn, nhưng mà nhiều từ ngữ chuyên ngành tôi chưa hiểu được hết. Vĩ Đình lại ngồi lại, tận tình giải thích cho tôi từng chữ một. Khi tới đây, tôi cũng xác định rằng có muôn vàn khó khăn. Cũng xác định mang căn bệnh này là bệnh quái ác. Nhưng tôi cũng đã xác định chỉ cần 1% tôi cũng sẽ cố gắng. Buổi tối ăn cơm xong, tôi nằm một mình trong căn phòng trống vắng. Qua những lớp cửa kính, nhìn ra bên ngoài bầu trời Trung Hoa cách Việt Nam chẳng xa, nhưng lại cảm thấy xa xôi quá đỗi. Trước kia khi còn trẻ, tôi đã từng ngây ngô muốn đến nơi này, nơi mà tôi đã trọn vẹn học được thứ ngôn ngữ thứ hai. Sau khi tôi bị bán vào nhà lão Trư, lại nghĩ rằng đời này kiếp này chẳng bao giờ muốn đặt chân đến nữa. Nhưng rồi ở đây, lại một lần nữa đến đây, vẫn chẳng có ai cả, chỉ mình tôi đơn độc bước tiếp. Khi còn đang ngồi lặng lẽ trong phòng, Vĩ Đình cũng vào. Cậu ta đưa cho tôi một đĩa quả mâm xôi và một quyển sách rồi nói: mâm xôi này nhà tôi trồng,
Bố mẹ tôi gửi từ quê xuống rất tốt với bệnh tình của cô đấy. Nếu buồn quá thì đọc sách này nhé. Chỉ là những mẩu chuyện hài nhưng mà cũng rất xúc tích. Tôi nhận lấy sách và quả mâm xôi, bỗng dưng không kìm được xúc động nghẹn ngào. Vĩ Đình tốt quá, giữa biển trời mênh mông vẫn có một người bác sĩ giỏi giang, tốt bụng, khiêm nhường và thanh cao như cậu ấy. Cậu ấy chẳng những có vẻ ngoài đẹp mà tâm hồn cũng rất đẹp. Tôi nhìn Vĩ Đình cười, nghẹn ngào nói: "Cảm ơn anh, Vĩ Đình." Tôi nói rồi, cảm ơn gì chứ? Cố gắng chữa bệnh, tinh thần lạc quan là lời cảm ơn tốt nhất dành cho bác sĩ của chúng tôi. Nghe Vĩ Đình nói tôi cũng bật cười gật đầu. Thực ra bản thân tôi cũng chưa phải là bất hạnh, cũng chưa phải là đường cùng. Cuộc đời tôi vẫn may mắn khi gặp được quá nhiều người tốt, những người bạn, người tri kỷ đã dốc hết lòng giúp đỡ cho tôi. Những ngày tiếp theo, tôi bắt đầu những chuỗi ngày kết hợp hóa xạ trị, đồ ăn thức uống cũng đều phải ăn theo quy định. Quả thực, những đợt hóa xạ trị khiến cơ thể tôi rệu rã, mệt mỏi vô bờ, cộng thêm nỗi nhớ quê hương, nhớ con, nhớ người thân, khiến cả tinh thần và thể xác của tôi đều phải liên tục đấu tranh và chống chọi với những thứ tiêu cực. Thế nhưng chỉ cần nghĩ đến Sam So và đến cả một người không nên nhớ, tôi đều cố gắng giữ bình tĩnh, lạc quan, vui vẻ. Bởi tôi còn lời hứa với Sam So, sinh nhật con tôi sẽ phải về. Tôi không muốn về bằng nắm cho tàn, mà muốn về bằng một cơ thể khỏe mạnh. Nên mỗi lần nhớ con đến mức muốn khóc, tôi lại đọc quyển sách mà Vĩ Đình đưa. Sau cùng tôi dần dần chấp nhận được nỗi nhớ khôn nguôi ấy. Sau đợt xạ trị đầu tiên hơn một tháng, tóc của tôi rụng đi nhiều, mái tóc đen dày, nay sơ xác mỏng tanh, có chỗ còn trắng xóa cả màng đầu. Tôi nhìn mình trong gương rồi tự nghĩ, việc lựa chọn rời xa Việt Nam để chữa bệnh cũng coi như là lựa chọn đúng đắn. Ít ra những người thân yêu của tôi sẽ không phải nhìn thấy cảnh này, thấy thân thể gầy gò, xanh xao, đôi môi khô lại, thấy mái đầu gần như chọc lóc của tôi. Thế nhưng dù có xấu xí như âm hồn dã quỷ, tôi vẫn cố gắng lạc quan, tự nhủ rằng chẳng sao cả, rụng tóc thì đỡ phải gội đầu và chải nhiều thôi. Sau đợt xạ trị, tôi cũng vào Facebook ảo của mình để xem ảnh Sam So mà bà nội hai đứa gửi cho tôi. Vì tôi đăng ký mạng riêng ảo nên ở Bắc Kinh vẫn vào được Facebook, chỉ là mạng mẽo rất chán. Tôi cũng không có ý định phải vào mạng nhiều nên chỉ nhắn cho bà nội Sam So lời cảm ơn rồi lưu lại ảnh mới thoát ra. Mẹ anh không hỏi tôi ở đâu, cũng chẳng nhắn gì, chỉ gửi lần lượt ảnh mỗi tuần của Sam So cho tôi xem. Hai đứa con của tôi rất ngoan, tuy rằng có những bức ảnh con buồn bã nhưng đa phần là vẫn vui vẻ. Tôi không nói chuyện được với con, không gọi con được nên chỉ tự ngắm những bức ảnh ấy, nhớ nhung, luyến tiếc những tháng ngày ít ỏi mẹ con tôi ở cạnh nhau. Rồi thầm nhắc, cả ba mẹ con tôi phải kiên cường lên, nhất định phải kiên cường. Sau đợt xạ trị đầu tiên, tôi cũng bước vào đợt xạ trị thứ hai. Vĩ Đình và giáo sư vẫn luôn dốc lòng giúp đỡ tôi, nhất là Vĩ Đình. Có một người bạn như Vĩ Đình, tôi không còn cảm thấy quá đơn độc trong hành trình chữa bệnh của mình. Kết thúc đợt xạ trị thứ hai, cũng là gần 3 tháng tôi rời xa Việt Nam. Lần này đầu tôi đã chọc lóc. Giáo sư kiểm tra lại nói với tôi rằng tôi có đáp ứng với xạ trị, nhưng trong buồng trứng lại xuất hiện một khối u cần phải phẫu thuật cắt bỏ, và phẫu thuật cắt bỏ một phần mô sẹo trong tử cung. Vĩ Đình nói với tôi, đã là phẫu thuật thì bất cứ cuộc phẫu thuật nào cũng có những rủi ro, biến chứng nguy hiểm như xuất huyết, băng huyết hay nhiều biến chứng khác, nhất là khi cơ thể của tôi bây giờ không khỏe mạnh. Nhưng để đi đường dài, lựa chọn tôi yêu nhất vẫn nên tiến hành phẫu thuật để xạ trị tốt hơn. Trước ngày tôi phẫu thuật, tôi nằm xem rất nhiều ảnh của Sam So. Ở Việt Nam giờ cũng không biết Dương và chị gái tôi sẽ thế nào. Có thể hai người đã cưới nhau, cũng có thể là chưa cưới. Nhưng dù con là thế nào, tôi cũng chỉ biết cầu chúc cho chị gái của mình và Dương hạnh phúc, cầu nguyện cho Sam So luôn vui tươi, khỏe mạnh, kiên cường, cầu cho cái Phương sẽ bình an sinh con. Và một nguyện cầu là cầu cho em trai tôi đã trở về. Và lần này tôi cũng cầu nguyện cho tôi bình an sau phẫu thuật. Sau đó thêm vài đợt xạ trị nữa là sẽ hoàn toàn khỏe mạnh, trở lại cố hương. Sáng ngày hôm sau, tôi được đưa vào phòng phẫu thuật. Trước khi vào, tôi tự mình ký tên vào giấy phẫu thuật. Khi ký tên xong, tôi khẽ nhìn lên bầu trời trong xanh kia. Thực ra tự mình ký vào giấy cũng chẳng có gì là nặng nề, chẳng có gì là đơn độc. Cả cuộc đời này đã sống hèn mọn, ít ra cũng phải tự mình quyết định chứ.
Sau khi ký giấy, tôi được đưa vào phòng phẫu thuật. Dưới ánh đèn phòng phẫu thuật, tôi lại bỗng thấy nhớ Việt Nam đến vô bờ. Nhớ xăm so tới phát điên, nhớ chị gái, nhớ ông bà, nhớ mẹ con cái Phương và cả Dương nữa. Tôi không cho phép mình khóc, nhưng cuối cùng cũng thấy mắt của mình cay xè. Sau cùng, bác sĩ tiêm cho tôi một mũi tiêm. Khi ấy tôi đã nhắc mình là phải kiên cường, mạnh mẽ. Có lẽ sắp rồi, tôi sắp được trở về đón sinh nhật cùng với Sam So của tôi. Thế nhưng chỉ một lúc, tôi bỗng thấy cơ thể lại chẳng kiên cường được nữa. Cơ thể mình dường như mềm nhũn, chân tay như rã rời, đầu óc thì mê man, không sao cố gắng nổi. Dần ra tôi không sao có thể kiểm soát, không thể mở mắt, cơ thể bỗng lạnh buốt như băng. Tôi không nghe được bác sĩ nói, chỉ thấy bóng tối như thủy triều âm thầm ập đến ôm lấy tôi. Và rồi những cơn ác mộng suốt hơn 28 năm nay như ùa về. Tôi mơ thấy ngày tôi đi lạc, mơ thấy chị gái hoảng loạn tìm tôi. Trong bóng tối mù mịt, chị chạy bao nhiêu quãng đường để gọi tên tôi. Tôi mơ thấy ngày suy mất, vô ngàn sấm chớp ập lên đầu. Mơ tới cả ngày tôi và Dương chia tay. Trong đêm mưa ấy, anh đã lao thẳng xuống chân cầu. Anh nói với tôi, đời này tốt nhất là đừng bao giờ gặp lại. Tôi còn mơ thấy ngày tôi sinh Sam So, Việt đã ở cạnh tôi. Phương, Tú và bà Tâm đã hầm chân giò đu đủ cho tôi. Nhưng ngay sau khi sinh So đã phải cấp cứu, tôi không thể nào ăn nổi bất cứ thứ gì. Tôi mơ thấy ngày So nằm viện, thập tử nhất sinh, tôi đến van lại bà mẹ hờ cho tôi vay tiền. Nhưng mà nhận lại chỉ toàn là những lời chửi rủa. Dường như là rất lâu sau, trong những cơn ác mộng ấy, tôi bỗng nghe thấy tiếng bác sĩ hốt hoảng nói: huyết áp tụt, huyết áp của bệnh nhân tụt rồi. Mau, Vĩ Đình, xem chỉ số sinh tồn. Lấy máu ABRH trừ. Trời ơi, ABRH trừ, cô làm ăn kiểu gì đấy? Nghe tới đây, tôi muốn mở mắt ra nhưng lại chẳng mở nổi. Thân thể dường như không thể nào kiểm soát nổi, dường như đang chìm trong một đại dương mênh mông. Tôi muốn sống, nhưng khoảnh khắc sinh tử này bỗng dưng lại thấy xa vời, không thể nhấc nổi ngón tay. Cuối cùng, tôi không thể nghe thêm được gì nữa. Dường như đã cận kề cái chết, toàn thân hơi lạnh cũng không sao cảm nhận nổi. Cả người tôi tê liệt. Giữa lúc sống chết cách nhau gang tấc, trong khoảnh khắc đối mặt với tử thần, bỗng dưng tôi thấy dường như mình lại đang nằm giữa rừng phi lao đại ngàn, như đêm 30 Tết năm nào, giữa tiếng muỗi vo ve, những âm thanh ảo ảo của núi rừng. Bỗng dưng tôi nghe một tiếng gọi đau đớn và tuyệt vọng: Chân. Trong tiếng gió vi vu ấy, là mơ hay thật, tôi còn nghe được tiếng gọi của em trai như từ cõi xa xôi vọng về: chị ơi. Và rồi sau đó còn có một tiếng gọi khác nữa, tiếng gọi mà suốt hơn 20 năm nay tôi chưa từng được gọi. Trong căn gác xếp nhỏ, tiếng gọi thân thương và quen thuộc: Kiều Anh. Nhưng rồi cuối cùng tôi không còn có thể nghe thêm được nữa. Đêm đen lại bao trùm lấy tôi. Tôi muốn khỏe mạnh trở về có được không? Hay tôi chỉ trở về bằng một nắm tro tàn? Tôi đã chìm vào những giấc mộng mị thật dài. Tôi mơ thấy mẹ tôi mất. Đó là một buổi chiều mưa rào tầm tã, mưa như chút nước. Mẹ tôi nằm trên chiếc giường bệnh lạnh lẽo, ga phủ trắng xóa. Tôi và chị ngồi dưới nền đất. Bàn tay của mẹ lạnh lắm, chẳng có một chút hơi ấm nào. Chị ôm tôi vào lòng, nước mắt dẫn lã chã rơi trên mái tóc của tôi. Bố tôi gương mặt thất thần, vô hồn, nén đau thương lo thủ tục cho mẹ. Đến khi mẹ được đưa về nhà, nằm trong cỗ quan tài, hai chị em tôi cũng cạn khô nước mắt. Mẹ ngủ một giấc ngủ bình an, chẳng có đau đớn giày vò. Nhưng với bố con tôi lại thương tâm không sao kể xiết. Ngày mẹ được đưa ra đồng, trở về nhà chỉ còn ba bố con giữa những bữa cơm nguội lạnh. Tôi nhỏ nhất cũng ngây thơ nhất, không biết kìm nén cảm xúc, luôn miệng khóc vì nhớ mẹ, bố và chị. Lúc ấy chỉ cúi đầu, nước mắt lã chã lăn. Những ngày sau khi mẹ mất, bố luôn tỏ ra mạnh mẽ để lo cho hai chị em tôi. Thế nhưng mỗi buổi tối khi chị em tôi ngủ, bố tôi đều đứng trước bàn thờ của mẹ, lặng lẽ khóc. Chị tôi thương bố. Trước kia bố mẹ đi làm, chị đã lo toan việc nhà, trông tôi. Bây giờ mẹ mất, chị còn thay mẹ cáng đáng những việc mà trước kia mẹ đã phải làm vì sợ bố vất vả. Mỗi ngày bố đi làm về, chị đã nấu những mâm cơm thật nóng hổi. Tuy đơn sơ nhưng vẫn đầy đủ cơm canh. Mỗi buổi sáng chị lại dậy sớm, nhân lúc tôi còn ngủ đã lạch cạch đi chợ. Một đứa bé khi ấy mới chỉ có 9 tuổi, nhưng ra chợ đã biết trả giá, biết phải cân đo đong đếm để mua một bữa thức ăn vừa đủ với số tiền mà chị đã chỉ được phép tiêu.
Tất tần tật mọi việc trong nhà chị đều cố gắng làm, sợ bố đi làm về mệt. Bố tôi thương chị em tôi, gắng gượng nén nỗi đau, cố gắng cật lực kiếm tiền lo cho hai chị em. Thế nhưng ông trời vẫn chẳng xót xa cho bố con tôi. Bấy nhiêu đau khổ vất vả, cuối cùng ông lại cướp luôn cả bố tôi đi. Ngày bố mất chỉ cách có vài tháng, cũng là ngày mưa phùn tầm tã, chị em tôi còn chẳng kịp đợi bố về ăn cơm, đã nghe tin bố bị tai nạn được đưa vào bệnh viện, nhưng bố đã mất trên đường đi. Khi ấy chú đồng nghiệp của bố đã đưa chị em tôi đi gặp bố. Đến khi nhìn thấy trên người bố đầy máu, khăn trắng phủ như ngày mẹ mất, tôi càng gào khóc thảm thiết. Nhưng chị vẫn yên lặng như vậy, không ồn ào, không gào khóc, cùng chú đồng nghiệp làm thủ tục đưa bố về nhà. Về tới nhà, chị mở tủ, lấy ít tiền trong tủ đưa cho người đồng nghiệp của bố, nhờ chú dẫn chị đi mua quan tài cho bố. Tang lễ của bố sơ sài, chị vẫn cẩn thận thay cho bố bộ quần áo sạch sẽ nhất. Nhưng dù thế nào, chị vẫn không hề rơi một giọt nước mắt. Lúc đưa bố ra đồng, chẳng có ai, chỉ có ba người hàng xóm và chú đồng nghiệp khiêng cỗ quan. Mưa trắng xóa cả một khoảng trời. Tôi nằm trên lưng của chị, vẫn cứ gào khóc thảm thiết. Chị không khóc, nhưng mưa ướt đẫm mặt. Bờ vai của chị run rẩy đến tận khi người ta đặt đũa quan tài của bố xuống huyệt, phủ lấp lên những lớp đất ướt. Khi ấy cuối cùng tôi cũng nhìn thấy chị mím môi lại, run run như đang khóc. Đôi mắt đỏ ngầu, không biết là nước mưa hay nước mắt. Chị thấy chị quỳ xuống, hai tay bấu lên nắm đất, nghẹn ngào, thê lương, không kêu gào mà lặng lẽ nói mấy lời. Bố, bố đi nhá. Lên thiên đường bố sẽ được gặp mẹ, sẽ chẳng còn nhớ nhung, đau khổ nữa đâu bố à. Bố đi nhá, con và em tạm biệt bố. Tất cả mọi người khi nghe chị nói tới đây, ai cũng không kìm được nước mắt. Còn tôi đã gào khóc thảm thương tới mức không thể khóc được nữa. Cuối cùng khi nấm mộ được đắp lên, chị cũng cúi xuống, cõng tôi về nhà. Trên đường về, qua mấy lớp mưa bay, bờ vai của chị gầy gò, như thể gió sẽ đánh bay vậy. Chị khẽ nói với tôi. Kiều Anh, hôm nay mưa thôi, mai sẽ nắng. Bố đi gặp mẹ rồi, có chị ở đây với em, đừng khóc nữa. Ngoan, chị thương. Chị ơi, chị sẽ không bỏ em chứ? Kiều Anh ngốc, sao mà chị bỏ em được? Cả đời sẽ ở bên em, chăm sóc cho em. Sau này về già rồi sẽ cùng nhau đi gặp bố mẹ. Kiều Anh hiểu chưa nào? Khi mơ tới đây, tôi bỗng cảm thấy má mình ướt đẫm, muốn òa lên khóc nhưng không thể khóc được. Chỉ thấy trong nức nở trong lòng. Muốn đưa tay lên chạm vào chị, nhưng chỉ thấy cánh tay nặng trĩu. Trải dài theo suốt cả cơn mộng mị là quãng thời gian tôi ở cạnh chị tôi, là quãng thời gian chị đã chăm sóc cho tôi, nhưng rồi đã rất ngắn ngủi. Lúc này đây, chị muốn được mở mắt ra, được òa vào lòng của chị khóc một lần, giống như tuổi thơ tôi đã từng. Tôi và chị đã từng hứa với nhau sẽ cùng nhau già đi, sẽ cùng nhau lên thiên đàng gặp bố mẹ. Nhưng tôi sợ tôi không làm nổi nữa rồi. Tôi cố mở mắt, biết là vô vọng, nhưng đó là một tia hy vọng cuối cùng của tôi. Chỉ là ngay cả động đậy ngón tay cũng sức cùng lực kiệt. Tôi không đợi được chị nữa, phải không? Đầu óc của tôi bỗng ngày càng hỗn loạn. Tiếng mưa rơi, tiếng lá cây xào xạc, có cả những tiếng gió vi vu, những cơn mộng mị chẳng dứt. Nghe thấy cả tiếng Sam So nói cười, nghe thấy cả tiếng Việt và tiếng chị Hoa. Bỗng dưng tôi mơ thấy cả Dương nữa. Tôi mơ thấy anh tìm tôi trên một sườn đồi. Tôi muốn mở mắt gọi tên anh, nhưng người không sao nhúc nhích nổi. Rồi bỗng nhiên tôi mơ thấy anh và tôi ngồi trong chiếc xe Volvo. Trước mặt một con xe đang lao đến. Trong phút chốc, anh buông tôi ra rồi ôm lấy tôi. Ngay lập tức, dầm một cái. Tôi kinh hoàng há hốc mồm, gào lên ôm lấy anh. Cả người anh bất động, máu trên đầu chảy ra. Cả người tôi lạnh buốt như hóa đá, run rẩy, tuyệt vọng. Thế nhưng tôi đã cố gắng hết mình, vẫn không thể chạm được vào anh, dù chỉ là một giây một phút. Tôi hoàn toàn tuyệt vọng, cố gắng dùng sức lực cuối cùng thốt lên thứ âm thanh xé lòng. Dương, mở mắt ra, anh mở mắt ra đi. Lúc này bỗng dưng tôi mới cảm nhận được tôi yêu anh nhiều đến thế nào. Yêu đến đau đớn, dằn vặt. Dù là 4 tháng, 4 năm, 40 năm hay cả 400 năm, vẫn yêu không thể dứt. Thực ra tôi còn rất nhiều điều chưa nói với anh. Khi đang gào khóc trong câm lặng tuyệt vọng, sự hơi lạnh buốt và sự thê lương, tôi bất chợt cảm thấy một giọt nước ấm nóng chảy xuống má. Cơn lạnh buốt bỗng như biến mất, cả người bỗng ấm nóng. Hơi ấm lan tỏa xuống cả trái tim,
rồi lan ra từng mạch máu. Sâu thẳm trong trái tim, tôi nghe được tiếng gọi thân thương nhưng nghẹn ngào đứt quãng. Chân, mở mắt ra đi. Là tiếng của Dương. Dù có cách xa muôn vạn núi, ngàn vạn sông, tôi vẫn có thể nhận ra. Tiếng nói của anh rất gần, rất thật, tới mức tôi tưởng như anh đang ở cạnh tôi. Thế nhưng trước mặt tôi vẫn chỉ là màn đêm đen, không thể là anh được đâu, đúng không? Thế nhưng vừa nghĩ tới đây, tôi lại thấy tiếng của anh cất lên, lần này còn chân thật hơn cả trước kia. Chân, tỉnh lại đi. Lúc này tôi bỗng thấy mình như đang chơi vơi giữa dòng nước. Ngoài mặt là sông, đứng bên kia lại là sông, lại là Dương. Trong khoảnh khắc sinh tử này, giữa sống và chết, tôi cũng mới nhận ra rằng tất thảy mọi thứ trên đời sao khao đau khổ bằng cái chết. Liền cố gắng trèo lên con thuyền trước mặt, lao về phía trước. Chỉ có điều càng trèo thuyền càng bị đẩy ra xa. Tôi hoảng loạn vùng vẫy kêu Dương, Dương. Khi vừa gọi tới đây, tôi bỗng thấy trước mắt là một màu trắng xóa. Tôi cảm nhận được tay mình đang run rẩy. Phía trước mặt lại là một hình bóng quen thuộc, dần dần rõ nét. Không phải là mơ, cũng chẳng phải là tưởng tượng. Trên người tôi vẫn mặc bộ quần áo của Bệnh viện Nhân dân Bắc Kinh. Trước mặt tôi là Dương. Anh giống hệt như trong giấc mơ, gầy đi rất nhiều, hai hốc mắt trũng sâu lại, vành mắt đỏ ngầu. Tôi không thể tin nổi mà cũng không dám tin, run rẩy quay mặt đi, hoảng loạn nói ra mấy lời. Dương, sao anh lại ở đây? Anh nghe tôi hỏi, không hề đáp. Đột nhiên tôi thấy anh khóc. Anh ngồi trước mặt của tôi, lặng lẽ khóc. Lồng ngực của anh thít lên, tiếng khóc xé nát tâm can. Giống như đây là nỗi đau đớn sâu sắc và tuyệt vọng nhất của anh. Thấy anh khóc, tôi quên đi cả việc tôi đã rời xa anh. Quên cả việc tôi chấp nhận buông tay, bởi chị gái tôi rất yêu anh. Tôi run rẩy, hoảng loạn nói. Dương, sao anh lại khóc? Sao anh lại ở đây? Sao không phải anh và chị như... Nghe tôi nói tới đây, anh đưa cánh tay túm lấy tay của tôi. Nước mắt vẫn như màn mưa ướt đẫm, rồi tức giận nói lớn. Xem làm như thế với anh, sao lại làm như thế hả? Tôi ngước mắt nhìn lên, bỗng dưng từ khóe mắt rơi ra một giọt nước. Dường như anh đang vô cùng giận tôi. Thế nhưng ngay khoảnh khắc ấy, anh bỗng giang tay ôm chặt tôi vào lòng, khóc nức nở. Tiếng nói khản đặc, thê lương cất lên. Anh thương em lắm, thương em lắm. Anh liên tục lặp lại câu nói ấy. Không phải yêu, chẳng phải nhớ, mà là một chữ thương, đáng giá hơn cả ngàn chữ yêu. Anh vừa ôm tôi, vừa đưa tay chạm lên đầu của tôi. Không còn những sợi tóc để vuốt ve, chỉ là mảng da đầu trắng xóa. Anh lại vùi mặt vào vai tôi mà khóc, liên tục lặp lại mấy chữ. Anh thương em. Tôi muốn dỗ dành anh nhưng không biết mở lời, muốn ôm anh nhưng không thể ôm. Đến khi anh đã bình tĩnh lại mới buông tôi ra, chạm lên đôi môi khô nẻ của tôi. Anh gần như không thở nổi, nhìn lên gương mặt của tôi, ánh mắt đau thương không giấu nổi. Lúc này tôi cũng mới nhìn thấy anh qua lớp cửa kính, đã không còn là một cô gái xinh đẹp, động lòng người. Thậm chí tôi so với những lần bị Việt đánh, lúc ấy vẫn xinh đẹp gấp trăm ngàn lần thế này. Một tuần nứt toác ra trắng bợt, làn da xanh xao, nhợt nhạt, tóc rụng, mi rụng. Có lẽ còn lại duy nhất đôi mắt đen láy để nhận ra tôi lúc này. Nhìn thấy mình như vậy, lý trí cũng bất chợt ùa về. Tôi liền hỏi anh. Dương, anh và chị Như... Lần này anh liền thô lỗ nói. Anh với Như làm sao? Anh với Như cưới nhau rồi đấy. Có sắp sinh con với nhau rồi. Đã hài lòng em chưa? Nghe anh nói như vậy, tôi cũng không biết tâm trạng của mình thế nào. Cũng không hiểu, nếu như lời anh nói thì sao anh còn có mặt ở đây? Đầu óc rối bời, tâm trạng hoang mang, chẳng biết vui hay buồn đây. Rõ ràng tôi đã từng mong và nghĩ như thế, nhưng sao bây giờ lại cảm thấy chua xót nữa. Nhưng chưa kịp nói gì anh đã cục xúc chửi. Đồ điên này, Như biết em là em gái của cô ấy rồi đấy. Em mà không phải trị bệnh, chắc anh và Như sẽ đánh cho em một trận quá. Tôi nghe tới đây, cả người bỗng lặng đi, hoang mang hỏi lại. Sao chị ấy biết? Cô ấy thông minh như vậy sao lại không biết? Ai cũng ngốc như em chắc. Biết ai chuyển máu cho em để em tỉnh lại không? Lúc phẫu thuật, em xuất huyết, không cầm máu được. Y tá thì làm cầu thả, nhầm lẫn giữa RH trừ với RH cộng. Lấy nhầm RH cộng trong lúc nguy cấp. Em biết ai là người đã chuyển máu cho em không? Là ai ạ?
Thế em nghĩ ai cùng nhóm máu EABRH trừ với em được chứ? Tôi hoàn toàn bất động, không dám tin, cũng không thể tin nổi, run lẩy bẩy, giọng cũng nghẹn đi. Chị Như đâu ạ? Cô ấy chuyển máu cho em xong còn choáng váng, phải nằm bên phòng bên kia theo dõi, chắc là sắp sang rồi đấy. Cho em đi gặp chị ấy được không? Cô sang ngay bây giờ, không cần phải đi gặp đâu. Tôi thấy Dương nói vậy thì ngước lên nhìn anh, cũng không biết phải nói thế nào, hoang mang, rối bời. Đầu óc vẫn chưa nghĩ ra được phải làm thế nào. Bên ngoài cũng có tiếng dép loẹt xoẹt. Vừa ánh mắt ra, tôi thấy chị Như bước vào. Chị đeo dép bệnh viện, mặc đồ bệnh viện, nhưng vẫn không thể che đi khí chất xinh đẹp. Chỉ là đôi mắt của chị sưng mọng. Thấy chị ở đây, tôi gần như không sao có thể thở được. Không biết phải mở lời ra sao, cũng chẳng biết phải đối diện thế nào. Xa cách bao năm, lưu lạc bao năm, gặp lại lại bao nhiêu tổn thất chồng chất, tổn thương chồng chất. Khi tôi đã nhất quyết rời đi, bởi tôi và chị cùng với yêu Dương, tôi rời đi để chữa bệnh, thì chị lại xuất hiện ở đây, chuyển máu cho tôi. Như thể bao năm qua chẳng có khoảng cách nào, chẳng có con sông thời gian ở giữa, chẳng có gì và có gì. Chị nhìn tôi, nhìn lên mái tóc đã rụng hết vì những đợt hóa xạ trị, nhìn lên gương mặt nhợt nhạt trắng bệch, nhìn lên cả kim truyền và đủ loại máy móc trên người của tôi. Tôi còn đang nghĩ xem phải nói lời gì đầu tiên, bỗng dưng chị đi về phía tôi, lao đến ôm chặt lấy tôi. Không kìm nén, chị òa khóc như mưa, tiếng khóc đứt quãng, khóc rất lớn. Bờ vai của chị run lên bần bật, giống như ngày mưa năm nào khi bố mất. Chị cõng tôi tiễn tôi ra đồng, chị cõng tôi tiễn bố ra đồng, vai cũng run lên như vậy. Từ lúc gặp lại chị, sau hơn 20 năm xa cách tới giờ, cũng là lần đầu tiên tôi thấy chị khóc. Chẳng những là khóc mà còn khóc đến thương tâm. Chị khóc tới nỗi không ngẩng đầu lên được, ôm lấy tôi không buông, như đang dỗ dành đứa em gái nhỏ dại, nhưng lại không biết phải ôm thế nào cho đúng. Chị biết lần mò lên cơ thể của tôi mà khóc nức nở. Bao năm qua tôi đã phải chịu bao nhiêu ấm ức, nếm trải bao khó khăn. Tuy mọi việc đều có thể xảy ra, nhưng mà tôi chưa từng nghĩ sẽ gặp lại chị ở đây, trong hoàn cảnh thế này. Tôi cũng không còn kìm nén được, mà cảm xúc cũng vỡ òa trong khoảnh khắc. Đưa tôi tay gầy gò lên ôm lấy chị, nước mắt như màn sương. Bao nỗi nhớ nhung dằn vặt, một cái ôm siết chặt sao lại khiến trái tim nghẹn ngào, nhớ thương. Chị gái của tôi, cớ sao có vàn ngạn lần xa cách vẫn thấy thân thương và gần gũi đến thế. Giống như năm nào tôi luôn lẽo đẽo đi theo chị, giống như năm nào chị ôm tôi vào lòng, giống như năm nào chị thay cha mẹ che chở cho tôi những giông bão cuộc đời. Tôi không kìm được nữa, nấc lên gọi hai chữ: chị ơi. Ngay khi vừa gọi ra hai chữ ấy, tôi cũng thấy chị vùi mặt vào áo của tôi. Tiếng khóc như xé cả phổi, xé nát cả tim gan. Vừa khóc chị vừa nói, tiếng khóc đục ngầu trong màn mưa trước mắt. Đồ ngốc này, sao lại không nói với chị? Sao lại chịu đựng một mình chứ? Tiếng khóc của chị chất đầy đau thương tột cùng. Lồng ngực của chị run lên bần bật. Tôi cảm tưởng như chị đau xé nát tâm can. Trước mặt Dương, trước cả mặt tôi, nhưng mà chị không hề giấu nỗi đau đớn trong ánh mắt. Chẳng kìm nén nỗi xót xa, cứ mặc cho vậy mà khóc. Tôi thấy chị khóc nhiều quá, vươn tay ôm lấy chị, nhưng chẳng biết phải an ủi thế nào. Chị biết nói: chị ơi, đừng khóc nữa. Lúc này chị mới buông tay ra, cả gương mặt ướt đẫm nước. Chị đưa ngón tay chạm vào khóe mắt tôi, giống hệt cảnh tượng ngày nhỏ. Mỗi lần tôi khóc lóc, chị lại lau nước mắt cho tôi rồi khẽ nói: kiểu anh ngốc, con bé ngốc này. Thôi tới đây thì chị nghẹn lại. Hai chữ kiểu anh chị run rẩy mãi mới gọi ra được. Tôi cũng thấy đau lòng vô cùng. Số mệnh thật là đắng cay. Tôi thương chị và chính bản thân của tôi, thương chị em tôi phải chia xa lâu như vậy. Sau cùng có lẽ khi đã bình tĩnh lại, chị mới bảo tôi: cả đời này của chị ám ảnh nhất có lẽ là lúc chị để lạc mất em. Bao năm xa cách là bấy nhiêu năm chị sống trong sự dằn vặt khổ sở. Sau này nhận Liên Anh, vì nghĩ nó là đứa em gái nên dốc lòng yêu thương nó. Không ngờ rằng người đứng trước mặt mình, giằng co bởi một người đàn ông ở giữa, mới chính là em gái ruột của chị. Biết em là em gái ruột, chị đã đau đớn tuyệt vọng. Biết em là em gái của chị đã thương em, đã thấy mình có lỗi lắm rồi. Chị đã cảm thấy mình đáng chết, thế mà em còn giấu mọi người sang đây. Nếu như có gì xảy ra thì chị phải sống cả đời này thế nào đây?
phải tiếp tục sống thế nào cơ chứ. Tôi thấy chị nói như vậy, một giọt nước mắt lặng lặng rơi xuống, vẫn chưa thể nào tin được, cũng chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Chị khẽ nói, chị, nhưng chị và anh Dương... Thế nhưng chưa kịp nói gì, chị đã òa lên khóc, khóc không thở nổi rồi siết chặt lại đáp. Chị biết là em định nói gì, nhưng đừng nói nữa. Chị không cần gì cả, chị chỉ cần em thôi. Tất cả mọi thứ trên đời này, tất cả mọi người trên đời, không ai quan trọng bằng em. Bố mẹ đã rời bỏ hai chị em mình rồi. Nếu em cũng thế, chị sẽ không thể sống tiếp nổi nữa đâu. Thế nên em phải sống khỏe mạnh, phải hạnh phúc, đồ ngốc, hiểu chưa hả? Tự dưng chỉ là những câu nói như vậy thôi, nước mắt của tôi lại lã chã rơi, nghẹn ngào nói. Chị, em xin lỗi chị. Xin lỗi gì chứ? Xem ngốc như vậy, em giờ đi như vậy mới khiến chị và anh Dương đau đớn, giày vò đấy, có hiểu không? Em nghĩ chị sẽ vui vẻ hay hạnh phúc khi em làm thế chắc? Em... Đừng nghĩ lung tung nữa, đừng gánh chịu một mình mọi thứ. Nếu mà thương chị, em đừng tự mình quyết định mọi chuyện như vậy nữa. Để chị chăm sóc em như khi em còn nhỏ, để chị ở đây cạnh em, cùng em chiến đấu với bệnh tật. Để em lưu lạc bao năm, rời xa chị bao năm, chị lại còn nhận lầm người, còn ác cảm với em là lỗi của chị. Để chị ở cạnh bên em, bù đắp cho em. Chị ơi. Được rồi, đừng khóc nữa, chị ở đây rồi. Nói tới đâu, chị đã đưa tay lau nước mắt cho tôi đến đó, rồi bảo, bác sĩ nói rồi, chỉ cần em kiên cường lạc quan sẽ ổn cả thôi. Không sao đâu, đừng khóc nữa nhé. Khóc như vậy đủ rồi đấy, hiểu chưa? Vâng. Nằm xuống nghỉ đi, nghe lời chị, không nghĩ ngợi lung tung, không nghĩ ngợi tiêu cực nữa. Có chị và anh Dương ở đây, không phải lo nghĩ gì nữa, biết chưa? Phải khỏe mạnh trở về với Sam So nữa chứ. Tôi khẽ gật đầu, lúc này cũng đã thấm thía một điều rằng, những điều tôi làm tôi nghĩ là vì chị, nhưng lại không biết rằng đối với chị, tôi mới là quan trọng nhất. Tất thảy mọi thứ trên đời này đều không quan trọng bằng tình thân ruột thịt. Khi nghĩ tới đây, bên ngoài giáo sư và Vĩ Đình cũng vào. Vĩ Đình nói với tôi, y tá hôm nay trong phòng phẫu thuật là y tá mới. Lúc tôi phẫu thuật bên khoa sản, cũng có một sản phụ sinh con bị băng huyết, cần gấp nhóm máu ABRH trừ. Bác sĩ không ngờ sản phụ ấy mất nhiều máu như vậy, nên đã lấy hai túi máu ABRH trừ duy nhất trong kho máu để cấp cứu cho cô, nên trong kho đã hết sạch ABRH trừ. Đợt này bệnh viện rất đông bệnh nhân, lúc nào cũng trong tình trạng quá tải, lượng máu cũng khan hiếm không đủ. Cô y tá trong phòng phẫu thuật nhầm lẫn rằng tôi cần ABRH cộng nên mới rất ung dung. Đến lúc tôi bị xuất huyết cần truyền máu, vội vàng đi lấy ABRH cộng về, bị giáo sư mắng cho té tát, mà liên hệ viện khác thì rất lâu. Cũng may là khi ấy chị Như đến bệnh viện được một lúc, nghe tin tôi phẫu thuật là chị đã vội vã nghĩ đến tình huống mất máu. Và cũng bởi chị ấy có nhóm máu hiếm ABRH trừ, nên cũng nghĩ rằng rất có khả năng tôi cũng có nhóm máu đó, nên đã kịp làm những thủ tục test nhanh, sẵn sàng cho việc truyền máu nếu có vấn đề gì xảy ra. Giáo sư sau khi thăm khám cho tôi thì nói với tôi là mọi thứ đều ổn, phẫu thuật xong có lẽ có vài đợt kết hợp hóa xạ trị thì mọi thứ cũng sẽ lạc quan và tiến triển hơn thôi. Vì mới trải qua cuộc phẫu thuật nên tuy còn nhiều điều muốn nói, nhiều điều muốn hỏi, cũng nhiều thắc mắc, nhưng cơ thể rã rời, mệt mỏi quá nên tôi thiếp đi một giấc. Lần này tỉnh lại không thấy Dương đâu, chỉ thấy chị Như đang ngồi cạnh tôi, dùng tăm bông thấm nước lau lên đôi môi sứt nẻ của tôi. Bên ngoài trời cũng đã tối, trước kia khi còn nhỏ bị ốm sốt đều là chị tự tay chăm tôi. Giờ đây lớn rồi, đã trải qua bao năm dài như vậy, thế mà giờ đây khi tôi bị bệnh, chớp mắt mở ra vẫn là chị tôi. Thấy tôi mở mắt ra, chị cũng khẽ dừng động tác rồi hỏi tôi, em thấy trong người thế nào rồi? Em đỡ rồi ạ. Chị đây. Hai chữ chị đây khiến sống mũi của tôi lại cay xè. Tôi nhìn chị nghẹn ngào hỏi, chị ơi, chị không giận em à? Có chứ, sao lại không giận? Giận vì em giấu chị chuyện lớn thế này. Nhưng thôi, chị không muốn chấp, đợi em khỏe lại chị tính sau đấy. Thế còn chuyện... Em định hỏi chuyện chị với Dương chứ gì? Ngốc này, sao cứ phải xoay dứt chuyện đó mà khể mãi không thôi thế? Kể cả không có em thì chị với anh ấy cũng chẳng lấy nhau đâu. Em đừng suy nghĩ hay là áy náy gì cả. Ban đầu
lúc Dương hủy hôn, thực ra lúc ấy chị cũng chẳng mong chờ gì nữa rồi nên đã định buông tay. Nhưng mà sau đó Dương bị tai nạn, lúc anh ấy thập tử nhất sinh, chị hoảng loạn sợ rằng chỉ còn một mình ngày mai anh ấy sẽ sống, nên đúng là đã muốn một lần đấu tranh, muốn giành giật anh ấy về bên mình. Nhưng mà rồi suốt thời gian anh ấy mất trí nhớ, dù chẳng nhớ ra em là ai, chỉ nhớ chị vẫn luôn cảm thấy không thể nào cùng anh ấy yêu đương được. Cảm giác mối quan hệ lúc ấy nó nhạt nhẽo vô cùng. Rồi ban đầu có đôi lúc ích kỷ, muốn nghe theo lời mẹ anh ấy kết hôn để gạo nấu thành cơm. Nhưng mà sau cùng khi thử ở cạnh nhau lại không giống được như trước kia, chị vẫn lựa chọn dừng lại. Nói cho em nghe này, em giờ đi như vậy không phải là khiến chị hạnh phúc đâu nhá. Em làm như vậy chẳng những chị không hạnh phúc, Dương không hạnh phúc, mà em cũng chẳng hạnh phúc. Mà cả ba không hạnh phúc thì Sam So rồi ông bà làm sao mà hạnh phúc được chứ. Thế nên em và Dương quay lại, hai người tái hợp. Em để anh ấy chăm sóc cho em đến khi khỏe mạnh trở về, cả gia đình bốn người sống với nhau hạnh phúc, thì chị, ông bà, mọi người cũng sẽ vui vẻ, nhẹ lòng hơn. Dù gì chị cũng chả vướng bận gì. Em đánh giá chị quá thấp hay sao? Nghĩ chị gái của mình kém cỏi lắm, không kiếm được ai tử tế hơn Dương được chắc mà phải làm như thế chứ. Khi chị nói tới đây, Dương bên ngoài cũng đi vào. Anh bình thản cất lời: em tưởng là anh có giá lắm đấy à? Trước khi sang Pháp công tác, cô nói với anh là muốn suy nghĩ lại mối quan hệ này một lần. Trước ngày em rời đi khoảng 2 ngày, cô ấy ở bên Pháp nói với anh là muốn dừng lại, không muốn kết hôn nữa, đợi về Việt Nam sẽ thông báo lại với mẹ anh. Anh lúc ấy có nhớ gì đâu, chỉ nghĩ cô là vợ sắp cưới nên lúc cô ấy nói như vậy thì cũng thấy hoang mang. Chính cô ấy còn nói với anh Sam So là con của anh và em, còn nói cô ấy và em gái đã mồ côi từ nhỏ, không có cha có mẹ. Cô ấy nghĩ kỹ lại rồi, không muốn Sam So có một gia đình không trọn vẹn, lại cũng không còn cảm thấy tình cảm dành cho anh như lúc trước khi anh hủy hôn nữa. Và lại bây giờ anh mất trí nhớ, nhưng mà sau này kiểu gì cũng sẽ nhớ lại. Nếu mà tranh thủ kết hôn với anh lúc này thì chẳng quân tử lúc nào, nên chỉ muốn cùng anh được làm bạn như trước kia. Nhưng mà thực sự lúc ấy anh chưa nhớ ra em là ai, cũng không biết yêu đương thế nào mà có Sam So. Mẹ anh thì nói Việt là chồng của em, Sam So là sự cố nên anh vẫn chưa hiểu mối bỏng bong hay ra sao, định chờ ra viện sẽ tìm em tìm hiểu mọi chuyện. Ai ngờ. Đấy, thế nên em đừng có dây dứt nữa nhá. Chị không phải vì em mà buông tay, mà chị vì chính bản thân của chị. Nếu em mà cứ dây dứt mãi chuyện này rồi để anh Dương ra xa, chị giới thiệu anh Dương cho bạn chị đấy. Nghe tới đây tự dưng tôi lại khóc, chẳng biết là khóc vì điều gì, chỉ cảm thấy lồng ngực đau nhói vì thương. Thương cả chị mà thương cả Dương, nhưng nhiều là một cảm giác như chút được gánh nặng, lòng nhẹ đi rất nhiều. Tôi sẽ không còn dằn vặt, đau đớn, tôi sẽ được yêu người mà tôi yêu, sẽ chẳng còn bất cứ thứ gì ngăn cản nữa. Chỉ có điều Dương nhớ ra tôi rồi, chị cũng chẳng cạnh anh, nhưng tôi bây giờ mang bệnh tật trong mình, cơ thể xấu xí rệu rã này thực sự là rất tự ti, nên chị khẽ đáp lại: nhưng em xấu thế này. Nhưng còn chưa kịp đáp, cả Dương và chị đã nói cùng một lúc. Dương thì nói: xấu thì sao chứ, anh yêu em có phải là vì em xinh đâu. Còn chị thì bảo: trong mắt của chị, lúc nào Kiều Anh cũng đều xinh cả. Quả thực hai người như trái ngược nhau, một người thì phũ phàng, một người thì ra sức động viên. Chị tôi lại nhìn tôi nói tiếp: năm 4 tuổi bố chở Kiều Anh ngã xe, cả mặt sứt ra một mảng da nhưng chị vẫn thấy xinh. Năm 3 tuổi Kiều Anh trèo tường lại ngã gãy răng cửa, sau đó chơi cùng dùng kéo cắt hết một mảng tóc, răng vừa xuống tóc lại lởm chởm, chị vẫn thấy xinh. Năm 4 tuổi Kiều Anh rụng nốt mấy cái răng cửa trên, cửa dưới do ăn kẹo ngã xuống mương bị lấm lem bùn đất, chị vẫn thấy Kiều Anh xinh. Thế nên bây giờ dù tóc Kiều Anh có chọc, môi có khô, chị vẫn thấy em luôn xinh đẹp như vậy. Và quan trọng hơn cả, dù trông em có thế nào thì cả nhà đều vẫn rất yêu em. Anh cũng vậy, dù em có thế nào thì ba bố con cũng rất yêu em. Dương nói chen vào. Tôi nghe xong phải hít hít vào mấy hơi nữa để không khóc, nhưng mà sự xúc động đã trào dâng khắp cơ thể. Tôi đã thông suốt, cuối cùng tôi cũng đã có được sự lựa chọn của riêng mình. Chị Như ở lại với tôi thêm một lúc rồi cũng đi ra khách sạn. Dương nói với tôi, thực ra ban đầu chị đã tranh với anh quyền chăm sóc tôi,
Chị muốn ngủ cạnh tôi, muốn ở bên tôi như lúc tôi còn nhỏ. Nhưng Dương cũng tranh với chị nên hai người đã oản tù tì. Chị thua nên đành để anh ở đây, còn chị ra khách sạn, sáng mai mới vào. Trời tối rồi, tuy khách sạn cũng rất gần viện, nhưng tôi sợ chị không thông thuộc đường. Cũng may lúc ấy Vĩ Đình cũng tiện đường nên tôi nhờ cậu ấy đưa chị ra. Tiếng Trung của chị không quá giỏi, nhưng vì Vạn Thịnh có nhiều đối tác người Trung nên chị chắc cũng biết chút ít để giao tiếp, nên tôi cũng yên tâm hơn. Khi chỉ còn tôi và Dương ở cạnh nhau, anh mới khẽ nắm lấy đôi bàn tay gầy gò của tôi. Tôi biết chắc là anh cũng giận tôi nhiều lắm. Anh yêu tôi nhiều đến như vậy, nhưng mà 5 lần 7 lượt tôi đều chọn cách rời bỏ anh. Thế nhưng chẳng biết bây giờ vì bệnh tật hay bởi vì lòng bao dung quá lớn, anh quá thương tôi nên vẫn không thèm chấp tôi. Tôi nhìn anh đắn đo mãi mới hỏi anh. Anh nhớ lại từ lúc nào? Thật ra trước ngày em đi mấy ngày, đầu óc của anh đã thi thoảng loẹt xoẹt chút ký ức về em, nhưng mà mơ hồ không rõ. Đến ngày em rời đi, lúc em hôn anh, em khóc, tỉnh lại thấy em đã chạy ra khỏi phòng. Lúc ấy anh thấy cảnh tượng đó quen lắm, đầu đau như búa bổ, rồi bỗng dưng như vỡ đê, cửa phòng mở, rèm cửa lách cách bay. Anh thấy giống hệt lúc em nói chia tay anh năm nào. Cuối cùng cũng nhớ ra được, mà lúc ấy đầu như vỡ ra rồi, lại bị ngất, bác sĩ phải đưa vào phòng cấp cứu. Đến khi tỉnh lại vội vã đi tìm em, tìm khắp nơi mà em đã bỏ đi. Em đúng là một con người tàn nhẫn. Vậy sao anh biết em ở đây mà tìm chứ? Là chị Như tìm được em trước. Chị Như sao? Lúc này Dương cũng mới kể với tôi. Trước ngày tôi đi một hôm, khi chị Như vẫn còn ở Pháp, ông bà nội tôi đã gọi điện nói với chị về chuyện con Liên Anh không phải là em ruột của chị. Tuy rằng tôi đã thỉnh cầu, nhưng bà nội cũng không cam tâm giấu chị chuyện này. Ông bà không nói ra tôi là em ruột, nhưng mà luôn nghe kể con Liên Anh không phải là em ruột, mà chỉ lừa dối suốt gần 10 năm nay. Chị đã dần nghi hoặc, bởi vì dù con Liên Anh có lừa dối thì sợi dây chuyền ấy vẫn là thật. Lúc ấy chị đã gọi cho Việt hỏi về tôi. Anh ta đã kể với chị mấy chuyện 4 năm chúng tôi chung sống. Anh ta còn kể với chị chuyện tôi đi khám ở khoa sản. Nếu không nhầm, anh ta láng máng nghe được bác sĩ nói nghi ngờ tôi bị ung thư cổ tử cung, cho dù tôi phủ nhận với anh ta. Ngay khi nghe tới đây, chị đã bàng hoàng, lập tức bay về Việt Nam, bởi vì mẹ của chúng tôi cũng mất vì căn bệnh ấy. Một người thông minh như vậy đã suy đoán ra tôi bị tráo đổi thân phận với con Liên Anh, bởi vì chắc chắn chiếc dây chuyền ấy không dưng mà con Liên Anh có được. Bay suốt 12 tiếng dài đẳng đẳng, chị gần như không chợp mắt. Về tới Việt Nam, gấp gáp lái xe từ Hà Nội xuống đến Quảng Ninh để vào viện tìm tôi. Nhưng khi đến nơi, y tá nói tôi đã ra viện. Chị xin thông tin địa chỉ nhưng y tá nhất quyết không cho. Chị đành nài nỉ Việt dẫn chị đến căn penthouse mà Dương mua cho tôi. Đáng tiếc tới nơi tôi đã đi mất. Chị không biết tôi đã đi đâu, không cách nào để mà xác minh, đành lấy tóc của Sam So mang đi xét nghiệm. Đến khi xác nhận Sam So có quan hệ huyết thống với chị gần như gục ngã ở trung tâm xét nghiệm. Mẹ Dương lúc đó cũng đưa cho tôi, đưa bức thư tôi viết cho chị. Chị đã ngồi căn penthouse ấy đọc bức thư tôi viết, khóc như một đứa trẻ. Suốt những ngày sau đó, chị và ông bà tìm kiếm thông tin của tôi khắp nơi. Lúc biết tôi từng khám ở khoa sản, biết bác sĩ Quân là người lấy mẫu tư vấn cho tôi, chị đã tìm đến bác sĩ Quân. Nhưng lúc ấy bác sĩ Quân được cử đi sang nước ngoài học chuyên tu nửa năm. Chị cùng với ông bà và cả Dương đi khắp các bệnh viện ở Việt Nam tìm tôi nhưng không được. Sau cùng không tìm được ở Việt Nam, rồi đã sang Trung Quốc tìm tôi, bởi vì anh hy vọng rằng tôi có đi nước ngoài thì cũng chỉ sang Trung thôi, còn chị thì tìm kiếm thông tin của bác sĩ Quân. Tìm suốt mấy tuần, chị cũng biết bác sĩ Quân là con trai của tập đoàn Quân Khánh, một trong những đối tác làm ăn của Vạn Thịnh. Khi đó chị và ông bà nội đã tìm đến gia đình bác sĩ Quân và nhờ gia đình kết nối, với hy vọng rằng bác sĩ Quân biết tôi ở đâu. Lúc kết nối, bác sĩ Quân với tư cách đạo đức nghề nghiệp đã không tiết lộ việc tôi sang Bắc Kinh chữa bệnh. Cuối cùng, chị gần như van xin quỳ lạy. Chị đã kể với bác sĩ Quân và gia đình của anh ấy về tuổi thơ của tôi và chị. Sau cùng có lẽ bởi không đành lòng, bác sĩ Quân cũng nói với chị bệnh viện mà tôi đang điều trị. Lúc ấy chị tức tốc sang bên này, Dương cũng vẫn vô vọng tìm kiếm. Nghe tin đã cùng với chị đến bệnh viện Bắc Kinh, cuối cùng thì cũng đã tìm được tôi. Dương nói với tôi, suốt 3 tháng nay, chị tôi gần như lúc nào cũng trong trạng thái suy sụp, tuyệt vọng.
So với năm ấy Điện Lạc mất tôi, lần này chị còn khổ sở, bị dày vò hơn rất nhiều. Bởi biết tôi tại sao lại rời đi, bởi vì biết tôi bị bệnh giống mẹ năm xưa, và bởi vì những gì mà tôi và chị đã trải qua suốt thời gian qua. Đêm hôm ấy, Dương nằm ôm tôi ngủ. Thì do tôi cũng là phụ nữ, ai mà chẳng mong mình đẹp trước người mình yêu. Thấy bản thân thế này thì có chút tự ti. Tóc tôi còn chẳng còn, nhưng anh cũng chẳng bận tâm, vẫn ôm tôi vào lòng, thi thoảng cằm lại cọ lên trên đỉnh đầu trắng trơn ấy. Trong bóng đêm tĩnh mịch, tôi khẽ nói với anh: Dương, anh giận em lắm phải không? Thật ra thì anh cũng giận em, nhưng anh giận anh nhiều hơn. Anh giận anh vì sao mất trí nhớ. Anh giận anh vì sao lại quên đi em trong lúc ấy. Bởi khi biết em và Như là chị em ruột, anh đã từng nghĩ tới chuyện về tính cách của em sẽ buông tay anh rồi. Anh giận bản thân rất nhiều, giận vì đã để em phải chịu khổ cực, giận mình đã để em ở nơi này một mình suốt mấy tháng nay. Chưa ngày nào là anh không thôi dằn vặt. Hôm nay khi tìm em ở đây, lúc em đang bị biến chứng khi phẫu thuật, anh đã không thể nào mường tượng được nếu em mà có mệnh hệ gì, anh phải sống thế nào đây. Khi em tỉnh lại, lúc em nhắc đến anh và Như, anh thật sự là không thể kiểm soát được. Anh rất muốn chửi mắng em, vì sao lại rời bỏ anh như vậy, vì sao năm lần bảy lượt tàn nhẫn với anh, coi anh chẳng ra gì, thích thì đến, không thích thì bỏ. Nhưng rồi nhìn em trước mặt mình, thấy em thế này, anh lại không sao có thể giận em. Nhìn em anh rất đau lòng, rất thương em. Thật sự anh rất thương em đấy, thương nhiều lắm. Thương em trước kia một mình vất vả sinh con cho anh, nuôi con khôn lớn. Thương em giờ đây bệnh tật hành hạ. Thương em ở nơi này cô độc một mình, nghĩ thôi mà đã không chịu nổi. Tôi nghe anh nói như vậy, thấy má của mình ươn ướt. Cuối cùng tôi cũng lấy hết dũng khí, can đảm nói với anh: Dương, em sẽ cố gắng chữa bệnh. Nếu như khỏi bệnh rồi, cả nhà mình bốn người sẽ quay về với nhau. Em yên tâm, chắc chắn là sẽ khỏi bệnh mà. Có anh và Như ở đây, em sẽ không phải đơn độc chống chọi bệnh tật một mình nữa. Còn chuyện quay về với nhau đó là tất nhiên chứ. Nếu em không về, anh cũng bắt về bằng được. Lần sau em mà còn dám trốn đi như vậy, anh sẽ không nương tay nữa đâu. Em không dám nữa đâu. Em không dám, thật không? Thật, em hứa đấy, em sẽ không bỏ anh đi nữa, sẽ trở về bên anh, không rời xa. Bởi vì em biết, nếu em không về, anh sẽ bỏ tất cả để đi tìm em mà. Nếu mà em không về, anh sẽ rất khổ đau. Nếu em không về, anh sẽ rất nhớ nhung một đời, nên em sẽ về với anh. Còn mẹ anh, mẹ anh mà vẫn ngăn cản thì sao? Thì chả sao cả, em vẫn sẽ bất chấp ở bên cạnh anh. Em sẽ ở bên cạnh anh cả đời. Dương nghe tôi nói vậy thì bật cười, gõ lên trán của tôi mấy cái rồi ôm chặt hơn. Anh không nói gì tới mẹ nữa, nhưng mà thấy anh cười như vậy, tôi cũng ngầm hiểu rằng mẹ anh đã đồng ý. Mà dù bà có ngăn cản thì cũng chả ảnh hưởng đến chúng tôi nữa. Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, trời đã sáng, chị Như đã vào với tôi. Chị với Vĩ Đình mang cho tôi quả mâm xôi và kiwi sạch. Lúc gọt kiwi, chị khẽ nói với tôi: Hồi nhỏ em rất thích ăn kiwi phải không? Tôi nhìn quả kiwi trên tay của chị, là nhờ lúc nhỏ ở bên Nga tôi rất thích ăn kiwi. Sau này về Việt Nam, phần vì bố mẹ không có điều kiện, phần vì ở Việt Nam hồi ấy quả kiwi không phổ biến, nên tôi không được ăn nhiều. Tôi ăn miếng kiwi chị gọt cho tôi, tôi không còn cảm nhận được nó mang hương vị lúc nhỏ nữa, mà cảm thấy giống như đã kết tinh tất cả những vui buồn của cuộc đời lại, nhưng vẫn thấy rất ngon. Sau khi ăn sáng xong, Vĩ Đình và giáo sư cũng thăm khám lại cho tôi một lần nữa. Đến khi xác định đã ổn định, Dương mở máy tính lên, kết nối với Samsung cho tôi nói chuyện với hai con. Suốt hơn 3 tháng ở nơi này, tôi chỉ có thể nhìn con qua những bức hình. Đây là lần đầu tiên nói chuyện với Samsung qua màn hình. Tôi vì sợ con nhìn thấy mái tóc chọc lóc của tôi nên đã phải đội mũ vào. Lúc kết nối nhìn vào màn hình thấy mẹ của Dương đầu tiên. Có lẽ bà giúp Samsung kết nối với tôi, nên lúc kết nối được bà đi ra chỗ khác. Khi vừa nhìn thấy tôi, Samsung òa lên khóc gọi tôi: Mẹ ơi! Trẻ con mà, dù có hiểu chuyện đến đâu đi chăng nữa, cũng không thể che giấu nổi cảm xúc được như người lớn. Suốt 3 tháng xa mẹ, dù trước mặt người khác chúng vẫn luôn ngoan ngoãn, thì trước mặt mẹ, Samsung vẫn chỉ là những đứa trẻ ngây ngô. Bao nhớ nhung, thương xót mà tôi không thể làm gì được.
Ba mẹ con cứ nhìn nhau qua màn hình ấy mà khóc mãi. Cuối cùng rất lâu sau có thể nghẹn ngào nói: Sam, sao ngoan nhá, đừng khóc. Sắp sinh nhật rồi, còn 4 tháng nữa thôi. Đợi sinh nhật Sam sao mẹ sẽ về nhá. Nghe tôi nói như vậy, Sam sao cố đưa tay quẹt nước mắt, nhưng má vẫn ướt, gật đầu. Dạ vâng, Sam sao nhớ rồi mẹ ạ. À? Tại mẹ đi lâu quá nên Sam sao nhớ quá thôi. Mẹ cũng nhớ Sam sao lắm, nhưng ba mẹ con mình phải cố gắng mạnh mẽ nhớ chưa? Vâng ạ. À. Bà mẹ ơi, mẹ đi công tác ở đâu mà mẹ cứ phải đội mũ thế? Bên đây lạnh lắm hả mẹ? Thế con hỏi tôi phải kìm nén lại, hít một hơi rồi đáp. Cũng hơi lạnh chút thôi con ạ. À. Dạ vâng, ở nhà mình không lạnh chút nào, có nhiều nắng lắm mẹ ạ. À. Mẹ ơi, ở đây có nắng rồi nè, mẹ về sẽ không cần phải đội mũ nữa đâu. Có lẽ ai làm mẹ rồi cũng không thể kìm nén được những lời nói ngây ngô của con trẻ. Tôi để mặc một giọt nước mắt lăn xuống rồi đáp. Sam So đợi mẹ về nhé. Vâng, mẹ đừng khóc nữa nhé. Sam So yêu mẹ. Mẹ cũng yêu Sam So nhiều lắm. Sam So ngoan, từ nay vài ngày mẹ sẽ gọi cho Sam So một lần, có được không? Dạ được mẹ ơi. Nói chuyện với Sam So xong, tắt máy xong, tôi vẫn nhớ con da diết. Nhớ tới mức chẳng muốn chữa trị gì nữa, chỉ muốn ôm lấy hai đứa, vùi đầu vào lòng của hai đứa, ôm hôn không dứt. Nhưng mà tôi phải cố gắng, nhớ nhung cũng phải chiến đấu với tất cả những người thân yêu của tôi đây. Những ngày sau đó, tôi vẫn chưa bước vào đợt xạ trị tiếp theo. Nghe giáo sư nói có thể sẽ áp dụng thêm một vài phương pháp mới tiên tiến hơn để đẩy nhanh quá trình tiêu diệt tế bào ung thư của tôi. Chị Như ngày nào cũng cùng Vĩ Đình và giáo sư trong phòng hội chẩn. Tuy chị không quá giỏi tiếng Trung, nhưng chị vẫn lắng nghe rất kỹ. Từ chuyên ngành nào khó, chị đều dùng phần mềm dịch để nói chuyện với Vĩ Đình. Còn dư lúc nào cũng ở bên cạnh tôi, chăm sóc cho tôi từng ly từng tí. Không còn cảnh tôi một mình đi mua cơm, không còn cảnh một mình tôi nghe hội chẩn. Cũng không còn cảnh tôi tự mình giặt giũ đồ, mà giờ đã có chị và Dương ở cạnh. Mỗi bữa cơm cả ba người quây quần bên nhau, thi thoảng Vĩ Đình ở lại trực cũng ăn cơm cùng chúng tôi. Vì Dương và chị ai cũng tranh nhau chăm sóc, nên tôi cuối cùng đành phải phân chia việc. Chị tôi làm mấy việc lớn như nghe hội chẩn, lựa chọn phương án điều trị. Còn Dương thì giặt giũ đồ cho tôi, lau người, tắm rửa. Anh có nói với tôi đợt này tôi và chị ở đây, đến khi nào tôi về sẽ về cùng với tôi. Hoàng Dương đã có bố mẹ anh lo, Vạn Thịnh cũng có ông bà lo. Chị cũng đã thông báo với ông bà về tình hình của tôi, nên ông bà cũng yên tâm hơn. Tôi cũng gọi điện xin lỗi ông bà, nhưng vì thấy tôi, ông bà cũng chửi mắng, chẳng thèm chấp. Tôi chỉ sụt rồi là phải cố gắng mạnh mẽ lên. Còn về cái Phương và Việt, tôi không nói về bệnh tình của mình, chỉ nhắn cho hai người là tôi vẫn ổn, là vội offline, sợ mọi người lại lo lắng rồi lại khóc lóc thương tâm. Sau ca phẫu thuật khoảng một tuần, buổi sáng thứ bảy hôm ấy, chị Như dẫn tôi đi dạo loanh quanh giữa sân bệnh viện một vòng. Vừa đi vừa nói chuyện phiếm. Thực ra hai chị em tôi cũng không có quá nhiều kỷ niệm, chỉ có những đoạn ký ức, những năm thơ ấu. Còn quãng thời gian sau này, có lẽ bởi chị sợ nhắc đến tôi lại buồn hay suy nghĩ nên không đả động gì. Chị kể mấy chuyện ngày xưa tôi lẽo đẽo theo chị thế nào. Nói chuyện được một lúc, bỗng dưng chị bảo với tôi: Kiều Anh, chị muốn dẫn em đi gặp một người.